Quang Lê hẹn hò Hà Thanh Xuân ở Singapore sau tin đồn cưới nhau. Khán giả có nhiều luồng ý kiến trái chiều về clip mới của Quang Lê, Hà Thanh Xuân. Quang Lê tự tung tin đồn hẹn hò. Thời gian qua, Quang Lê liên tục đăng tải những vlog có sự xuất hiện của Hà Thanh Xuân. Anh còn tuyên bố, từ giờ tới sau này, cuộc đời tôi sẽ gắn liền với Hà Thanh Xuân. Nam ca sĩ còn dính nghi vấn tổ chức đám hỏi với nữ ca sĩ sinh năm 1988 vì hình ảnh cả hai mặc đồ như cô dâu chú rể, tình tứ bên nhau. Trước đó, đoạn clip giọng ca 7X đưa Hà Thanh Xuân về ra mắt cũng làm cư dân mạng dậy sóng. Tuy nhiên, hầu hết những hình này đều xuất phát từ clip do Quang Lê đăng tải. Mới đây, cả hai lại cùng nhau đi du lịch Singapore. Và chính ca sĩ đập vỡ cây đàn đã đề tự cho đoạn video của mình và nữ đồng nghiệp Quang Lê, Hà Thanh Xuân hẹn hò tại Singapore sau tin đồn cưới nhau. Trong clip, cặp ca sĩ cùng đi dạo phố, ăn uống, khám phá ẩm thực tại đảo Quốc Sư Tử. Khi đi trên phố, Quang Lê gợi lại kỷ niệm với Hà Thanh Xuân, em nhớ không, 4 năm trước ở Kiên Giang, trong một đêm thanh vắng, hai đứa cũng đi ra ngoài đường lang thang như thế này. Hà Thanh Xuân cho biết thêm, phía sau là mọi người ở đoàn đi vô tình gặp. Bên dưới bình luận, khán giả có nhiều luồng ý kiến trái chiều. Phần thì ủng hộ và thích thú với cặp đôi, số khác lại phản ứng gay gắt vì cho rằng Quang Lê làm màu khi thường tự gán ghép với Hà Thanh Xuân. Một số cư dân mạng còn chỉ trích nữ ca sĩ 8X và nhắc đến cuộc hôn nhân cũ của cô với Vua Cá Coi. Hà Thanh Xuân từng tâm sự, cô và Quang Lê đã quen biết từ lâu, nhưng mối quan hệ trở nên thân thiết hơn từ năm 2020. Khi đó, cô bị mắc kẹt tại Việt Nam do dịch và có cơ hội gặp gỡ Quang Lê. Chính nam ca sĩ là người đã động viên, khuyến khích cô tiếp tục hoạt động nghệ thuật trong nước để vơi bớt nỗi nhớ sân khấu. Hà Thanh Xuân cho hay, anh ấy là người đã giới thiệu các show diễn và hướng dẫn tôi cách làm du thuyết. Quang Lê rất nhiệt tình hỗ trợ tôi. Trước những thông tin cả hai đã bí mật kết hôn, quản lý của Quang Lê và Hà Thanh Xuân cho biết hai người chỉ là đồng nghiệp và vẫn duy trì tình cảm anh em rất tốt. Về những hành động ngọt ngào trong các video, Quang Lê nói, trong các clip vlog, chúng tôi có nhiều hành động, lời nói thân mật, tình cảm nhưng chỉ là quay vlog thôi. Ở ngoài không có gì hết. Anh thừa nhận mình có cảm xúc với Hà Thanh Xuân nhưng không phải là tình yêu, Hà Thanh Xuân dù gì cũng là một người đẹp, còn tôi là đàn ông nên đứng bên Hà Thanh Xuân nói không có cảm xúc là không đúng. Hát chung với một ca sĩ xinh đẹp như Hà Thanh Xuân mà không có tình cảm thì hát sao được. Tôi quan tâm đến Hà Thanh Xuân vì cô ấy dễ thương. Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Sau khi Hà Thanh Xuân ly hôn Vua Cá Coi, Thắng Ngô, cô có thời gian dài im hơi lặng tiếng. Sau đó, nữ ca sĩ trở lại trong một live show của Quang Lê. Nam ca sĩ 7X cho biết, trải qua sóng gió, nhiều người hay áp đặt dành những lời cay đắng về cô ấy ngay trước mặt tôi. Tôi thấy thương Xuân nhiều nên nhân dịp làm show muốn mời Xuân trở lại với khán giả. Về phía Hà Thanh Xuân, cô khẳng định giữa mình và Quang Lê chỉ tồn tại mối quan hệ đồng nghiệp, tuyệt đối chưa từng có chuyện tìm hiểu hay liên quan đến tình cảm với nhau. Nữ ca sĩ nói, dường như đã có quá nhiều hiểu lầm cũng như sự thêu dệt ác ý nên Xuân nghĩ mình cần lên tiếng giải thích rõ ràng một lần để tránh tổn thương cho gia đình, người thân của Xuân.